sơn bạch mã hỏi thăm đền chúa Nguyệt Ly nơi nào. Hỏi thăm gã kép đi vào đền thờ chúa bói vườn đào động tiên, đứng đôi bên lân dân phượng múa chắp hai hàng châu chúa sơn trang cạnh khuya tiếng suối dịu dàng. Ý à, mảnh buông trên cây cao đàn chim bay nhảy dưới chân đèo suối chảy khúc hành vân nghe như gió sục mây vần. Ý à, tân ngần dù hoa khách đường xa khấu đầu bái yết hỏi khách rằng ai biết ai hay sơn lâm rừng vắng chốn này. À, vắng chốn này đã hay hiền ứng từ ngày tiền lê sớm sơn khê có nhà thế kiệt ứng mộc thần mãn nguyệt hoa khai sinh ra tiên nữ kỳ tài. À, lời tiên tri song thân những nhiều khi sầu khổ ngẫm xưa nay tiên có mấy ai chắc rằng tiên nữ trang đài vì duyên hay nở xuống nơi hồng trần. Quả như lời song thân than khóc chúa gặp thầy quỳ cốc tiên sinh thương người hiếu thảo tính tình bao nhiêu phép
lạ, liền nâng hành thần truyền cho ai. Trải mười năm căn cơ thụ giáo, khi xuân về đắc đạo tiên ra phép tiền, linh ứng thay là bói ra khắp hết cửa nhà cát hùng. Điềm lành giữ trí trong quỳ điệp, phép linh tiên điểm yết quỳ lang chạp xanh, đà bóng trời ban khi ai. Chạp xanh đà bồng trời ban, tiên đài xéo khỏe bắc nam hãi hùng. Đất bố hạ lẫy lừng từ đây, danh tiếng đồn đã dậy kinh đô sắc phong đệ nhị nguyệt. Chi người phương chúa bà về đồng tiến một tuần hương. Sai thập nhị tiên nàng khăn điều ao thắm dịu dàng bước ra, cô nàng cả rừng bông rừng hoa, cô đôi tươi tốt nàng ba ưa nhìn, cô nàng tư dạo cánh hồ tiên. Một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà, lên đi ngàn lên ngàn lắm quả nhiều hoa. Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa, chúa vào dạo hót vào ra sớm chiều, chiếc thổ mây nặng chiếu lưng đeo. Hai hoa dạo hót lên non, trên ngàn chim hót véo von, xuôi sầu cá lội tung tăng, đồi núi bao la sương mờ nhạt nhòa, hương thanh đồng loan xá về đời, trên
ngàn gió cuốn rung cây, cất cao tiếng hát hòa vang câu ca, cất cao tiếng hát hòa vang câu ca. Sáo non chiêng quạt trầm phe phẩy, thức tiên dáng trần tốt tươi, mọi vẻ thanh tân ý à. Sông sông tan chỉ trần trần an về đồng, điểm phấn tô trang ý ý à. Về đồng à, điểm phấn tô trang à, tay cầm đàn tính liễu la liễu lường, phán ra tiếng thổ tiếng mường ý à. Trần gian ai biết chúa người bói then, dù ai mắc phải tiền duyên ý à. Dù ai mắc phải tiền duyên, bói ra khỏe tốt ứng liền duyên ngay, truyền cho sắm lễ chọn ngày à, à ơi à. Truyền cho sắm lễ chọn ngày, bắc cầu ô thước duyên vầy tượng loan, dù ai thân thể bất an à, à, à ơi à. Sẽ loan thánh giá hồi cung.